Netizen Trung Quốc phát sốt khi học sinh Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Học sinh Việt Nam mặc áo dài quá đẹp". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tại sao đồng phục học sinh của mọi quốc gia đều đẹp, nhưng đồng phục của Trung Quốc thì không? Các bạn cũng có thể tìm những mẫu tương tự bằng cách tìm kiếm áo dài trên mạng. Chiếc áo dài này thường cần phải được tùy chỉnh để làm cho nó phù hợp hơn, nếu nó để lộ một chút vòng eo. Bạn có biết tại sao loại đồng phục học sinh này không xuất hiện ở Trung Quốc không? Vì thiết kế bất tiện, màu trắng tinh không chống bám bẩn, dáng ôm không phù hợp khi chơi thể thao, định hướng thẩm mỹ của cơ thể đi chệch khỏi ý định ban đầu của nhà trường. Trên thực tế, không phải học sinh không quan tâm đến sự sạch sẽ và không có nhiều cơ hội tập thể dục. Nói cách khác, chúng ta thích chọn đồng phục học sinh kiểu phương Tây hơn là những chiếc áo phông thể thao thông thường. Khoe dáng sẽ mặc size nhỏ. Tất cả đều là những lời bào chữa mà thôi, vì chúng ta quá lười để lật đổ những lời bào chữa ban đầu. Tất nhiên, Trung Quốc không có nhưng Việt Nam thì có, vì áo dài là trang phục truyền thống của nước họ, và học sinh chỉ mặc đến trường vào thứ hai đầu tuần để chào cờ, chứ không phải đồng phục chính thức của trường. Tôi đã mua nó khi tôi đến Việt Nam. Nó trông rất mỏng và mặc vào mùa hè rất nóng. Mặc nó cũng không phù hợp để chạy. Và tay áo dễ bị bẩn khi làm bài tập về nhà. Đây là quốc phục của nước khác, tương đương với sườn xám của chúng ta. Khi mua sườn xám, nó cũng phải được may đo riêng. Chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Đây là phong cách mùa đông hay mùa hè. Mặc vào mùa hè thì rất nóng. Liệu Việt Nam có mùa đông không? Sợ học sinh sẽ yêu mà không học được. Suy cho cùng ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Nhìn vào trường sẽ biết những người trong trường ngày nào cũng bắt gặp người yêu. Đồng phục học sinh của họ thực sự rất đẹp và quyến rũ. Học sinh không cần sự quyến rũ này, được chứ? Nếu con bạn muốn mặc loại quần áo này, cha mẹ không nên nghĩ như nhà Thanh đã khóa chặt đất nước. Dù sao đây cũng là thế kỷ mới rồi, tôi rất vui khi con tôi mặc nó. Nó không phải là đồ cổ, nó không an toàn, bạn biết không? Bản thân sự an toàn của phụ nữ đã là một vấn đề lớn. Ai mặc đồ chật sẽ gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến việc ăn mặc như thế này, bạn hiểu không? Bạn có nghĩ học sinh cần phải ăn mặc như thế này mỗi ngày không? Tất cả đều là trẻ em, họ sẽ không vui khi có chuyện xảy ra. Tôi thừa nhận rằng đồng phục học sinh không đẹp, nhưng chúng loại bỏ một số so sánh và tương đối bảo vệ sự riêng tư nếu con gái bạn mặc quần áo như vậy, hàng ngày ở trường. Không có gì đâu, không phải là cô ấy đang khoe ra thịt đâu. Đúng vậy, đồng phục học sinh cũng thuận tiện cho việc tập luyện. Bạn không cần phải mua thêm đồ thể thao. Chắc chắn phải có lý do tại sao các trường công lập Trung Quốc lại chọn đồng phục như vậy. Cái này mặc đi học bạn chỉ thấy các blogger mặc cho đẹp, chứ bạn chưa thấy người bình thường mặc nó với hai lớp mỡ trên bụng. Chị ơi, em hiểu chị mà, cảm giác chị còn rất trẻ mà nghĩ chẳng có gì sai cả. Lúc nhỏ chị rất ghen tị với những bộ đồng phục trường quốc tế khác. Bây giờ đi làm, chị thực sự cảm thấy những bộ đồng phục rộng rãi thật tuyệt. Trên thực tế, đồng phục học sinh thông thường có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối và nhiều thứ, và chúng tốt hơn nhiều so với đồng phục kiểu phương Tây và đẹp mắt. Bạn có thể tìm kiếm chi tiết. Dù sao, tôi đã thay đổi ý định. Đồng phục học sinh Trung Quốc vẫn thoải mái và vừa vặn, và không có gì phải lo lắng. Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam. Trên thực tế, nhiều blogger trong video lẽ ra phải tùy chỉnh nó, và có vóc dáng đẹp để có được sự đa dạng về mặt thẩm mỹ. Tôi chỉ thấy các blogger ăn mặc đẹp đẽ, còn những người bình thường. Một số cô gái béo thì họ nghĩ sao? Các bạn sẽ nói gì? Tôi thấy nó trông đẹp, nhưng tôi thực sự không muốn đồng phục của trường thay đổi như thế này. Nếu đây là đồng phục học sinh của Trung Quốc, tôi cảm thấy tất cả các cô gái trong trường đều xinh hơn. Một số nam sinh không thân thiện lắm, có sự lo lắng về cơ thể. Không phải là tôi không thích mặc nó. Đây là chiếc váy của người nước khác tên là áo dài. Tôi hiểu ý bạn về việc đồng phục học sinh Trung Quốc bị mọi người chỉ trích là xấu, lỗi thời, và to. Nhưng tất cả những điều này đều nhằm mục đích làm mờ đi giới tính, bảo vệ học sinh và làm mờ đi một số khác biệt về trang phục do nghèo đói gây ra. Có một video của một blogger nói rất hay về đồng phục học sinh Trung Quốc. Ai nói áo dài không thể có sự quyến rũ? Tại sao người lớn mặc nó lại có vẻ ngoài nữ tính? Hơn nữa, đồng phục học sinh Trung Quốc chấm dứt sự lo lắng và so sánh về cơ thể. Những người muốn cá tính có thể làm bất cứ điều gì họ muốn sau giờ học. Thực sự có những nữ sinh ở trường cấp 2 và cấp 3 của chúng ta bị các nam sinh ác ý tấn công vì hình dáng của họ. Không, ở trường cấp 2, nếu bạn phát triển hơn và mặc những bộ đồng phục bó sát, như vậy thì chẳng phải bọn con trai trong lớp sẽ nói xấu sau lưng bạn sao? Đảm bảo là như vậy.
mọi người ở đó đều mặc áo dài và có lẽ họ đã quen với nó. Nếu bạn nhìn vào các chàng trai trong video của blogger, chắc chắn họ sẽ nói và bình luận về nó. Không sao đâu, dù không mặc đồ bó sát vẫn bị người ta bàn tán. Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Chỉ cần nói trực tiếp với họ rằng họ muốn bạn chăm sóc họ. Tôi cảm thấy ở Việt Nam có rất nhiều người đẹp. Ở trường cấp 3 họ chỉ mặc loại đồng phục này thì tốt hơn một chút, không giống cấp 2, nhưng con trai thích nói chuyện kiểu này thì sẽ nói thế nào cũng được. Họ mặc áo dài là chuyện bình thường ở huyện, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Trên thực tế, đó là áo dài của Việt Nam, mặc dù được gọi là đồng phục học sinh, nhưng trên thực tế, người ta không mặc nó hàng ngày. Họ chỉ mặc nó trong những dịp và lễ hội quan trọng. Không ai mặc áo dài hàng ngày ở trường. Tất cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học đều mặc đồng phục của trường, cũng là đồng phục học sinh bình thường và quần học sinh hàng ngày. Đây là hành vi phổ biến thông tin sai lệch. Đừng để bị lừa bởi thông tin xấu độc. Mặc dù hầu hết đồng phục học sinh nước ngoài đều rất đẹp, nhưng mục đích chính của việc học sinh mặc đồng phục ở trường là để giữ ấm, sạch sẽ và chống bụi bẩn, mai mòn. Một số trường trung học cơ sở hoặc trường tư thục trọng điểm sẽ cấp 2 bộ đồng phục học sinh, một bộ thể thao và một bộ vest, phiên bản đồng phục là quần cho nam và váy cho nữ. Đồng phục đẹp và đồng phục xấu thì tôi thích đồng phục đẹp hơn. Những người có đồng phục xấu không muốn đến trường. Những gì bạn kia nói rất có lý. Mặc quần áo quá chật sẽ gây khó chịu và có thể không được thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, chất liệu của chiếc áo dài trơn và rất mỏng, mặc rất thoải mái, không nóng, không ngột ngạt và không quá chật. Tôi thường chỉ thích mặc quần áo bó sát để chụp ảnh. Tôi không thích nếu bạn yêu cầu tôi mặc nó, và sau đó làm những việc tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Họ phải mất rất nhiều thời gian để mặc đồng phục. Đó không phải là một cái tội và tôi không quan tâm bạn mặc gì. Nguyên nhân chính là kiểu đồng phục học sinh này sẽ khiến những học sinh chưa trưởng thành chú ý quá nhiều đến ngoại hình của mình. Và còn một lý do nữa khiến đồng phục học sinh rộng thùng thình là tôi nghĩ nó sẽ làm giảm tội phạm. Ai mà biết được những kẻ biến thái sẽ làm gì? Thành thật mà nói, bộ này giống đồ ngủ hơn, chỉ có phần thân trên bó sát và vải trông rất mỏng và mềm mại. Tôi cũng muốn mặc đồ ngủ đi học. Bạn sẽ biết nếu bạn mặc nó hàng ngày. Cuối cùng, đồng phục học sinh Trung Quốc là đẹp nhất để mặc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi xem phần bình luận. Chúng tôi ở Quảng Tây cũng có loại quần áo này của dân tộc Kinh, áo dài mà các gia đình có thể mặc nếu thích. Thoạt nhìn thì đẹp, họ sẽ phải dùng một chai thuốc tẩy mỗi ngày. Nếu thực sự có những bộ đồng phục học sinh như vậy thì ngày nào các chàng trai cũng sẽ ngắm nhìn những cô gái này. Thực tế, ở Việt Nam chúng tôi không mặc chúng hàng ngày mà chỉ mặc vào những dịp, lễ hội quan trọng. Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam. Nó giống như trang phục sườn xám của nước ta. Họ không mặc nó hàng ngày và không phải trường nào cũng có. Áo dài thường được mặc vào thứ hai hoặc trong các buổi lễ. Vào những ngày khác, đó là áo sơ mi trắng hoặc đồ thể thao. Ai có thể nóng bỏng như vậy và mặc mỗi ngày vào mùa hè cơ chứ? Tôi nghĩ đồng phục rộng thùng thình ở trường là tốt. Lúc đó tôi béo và khỏe. Nếu mặc bộ quần áo như vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy tủi thân. Cô ấy đẹp đến mức tôi tưởng đó là ai tạo ra. Tôi nên làm gì nếu tôi ngồi xổm trong khi tập thể dục và bị bẩn? Tôi nên làm gì nếu vóc dáng không được tốt? Tôi nên làm gì nếu phần eo của tôi bị lộ ra và tôi không thể mặc áo len bên trong? Tôi rất thích con gái Việt Nam. Tôi có phải là người duy nhất nhìn vào cái ống ở phía sau không? Công nhận cô ấy. Đồng phục trường này đẹp quá. Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi không thể chịu được việc bị bẩn. Tôi rất dễ bị bẩn khi viết lên bàn hoặc vô tình dùng bút chọc vào. Loại quần áo này không phù hợp với sinh viên Trung Quốc. Hầu hết sinh viên Trung Quốc đều cần nó bền, tiện lợi và giá cả phải chăng. Nhiều trường học ở Việt Nam sao chép đồng phục của chúng tôi nhưng không phải tất cả đều như vậy. Tôi không thích điều này, đồng phục trung lập là tốt nhất. Từ những bình luận trên, có thể kết luận rằng, cảm nhận của netizen Trung Quốc về việc học sinh Việt Nam mặc áo dài là rất đa chiều, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và những quan điểm thực tế. Nhiều bình luận khen ngợi áo dài vì vẻ đẹp truyền thống, sự quyến rũ và tính thẩm mỹ cao. Họ nhận xét học sinh Việt Nam rất duyên dáng khi mặc áo dài, đồng thời so sánh tích cực với sườn xám trang phục truyền thống của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng áo dài tuy đẹp nhưng không tiện dụng, đặc biệt là với học sinh. Họ lo ngại về sự bất tiện khi vận động, tập thể dục, khả năng dễ bẩn, khó bảo quản, thiết kế dáng ôm không phù hợp với mọi vóc dáng và có thể gây chú ý không cần thiết. Một số ý kiến rất chuẩn cho rằng áo dài phù hợp vì nó là trang phục truyền thống của Việt Nam và được mặc trong các dịp lễ quan trọng hoặc ngày đầu tuần, chứ không phải đồng phục hàng ngày. Đồng phục Trung Quốc thường bị chê xấu, lỗi thời, rộng thùng thình, nhưng cũng được đánh giá là thực dụng, bền và phù hợp với việc học.
Một số bình luận bảo vệ đồng phục rộng vì nó giúp giảm lo lắng về hình thể và hạn chế sự chú ý không cần thiết. Nhiều bình luận phản ánh lo ngại về vấn đề an toàn, cho rằng áo dài bó sát có thể dẫn đến việc bị trêu chọc hoặc gây chú ý không phù hợp trong môi trường học đường. Netizen Trung Quốc vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, vừa thẳng thắn chỉ ra các bất tiện và không thực tế khi áp dụng trang phục này làm đồng phục học sinh thường nhận. Sự khác biệt văn hóa được tôn trọng, nhưng họ có xu hướng ủng hộ các giải pháp đồng phục tiện lợi, bảo vệ học sinh và phù hợp hơn với môi trường học đường.